những điều mà chúng ta chưa biết về máy đo huyết áp là gì. Và xin chào bà con ha. Tại vì thông thường thì chúng ta cũng hay nghĩ là máy đo huyết áp chỉ đơn giản là đo huyết áp thôi. Vậy những chức năng thêm của nó là gì? Thì thông thường một cái máy đo huyết áp đơn giản là chúng ta sẽ có là đo huyết áp tâm thu, đo huyết áp tâm trương và đếm nhịp tim, là những dòng cơ bản ha. Giá thành thường là rẻ nhất của hãng. Thì cái dòng máy này tầm khoảng 1 triệu, trên dưới 1 triệu. Còn những dòng cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có chức năng là bộ nhớ nè, ngày giờ nhớ. Vì sao nó quan trọng? Ví dụ khi mà chúng ta đo huyết áp để chúng ta uống thuốc ha, hoặc là mình để theo dõi sức khỏe mình á, thì mình đo liền, hoặc là mình có thể cuốn sổ ghi ra. Nhưng mà khi có bộ nhớ thì rất là hay. Tại vì á, huyết áp mình có thể thay đổi. Ví dụ trong ngày hôm nay nó là huyết áp 130 là bình thường, ngày mai nó là huyết áp 120 là bình thường, ngày mốt huyết áp 110 cũng là bình thường. Tại vì cái khung huyết áp bình thường từ 100 cho đến 130. Nhưng mà nếu mà trong tuần đó mà nó thay đổi xuống như vậy thì có thể những ngày tiếp theo huyết áp mình sẽ bị tuột xuống là huyết áp thấp. Và ngược lại, nếu mà hôm nay nó là huyết áp nằm trong ô bình thường nhưng mà qua mỗi ngày nó tăng lên này thì có thể trong tuần sau nó sẽ lên huyết áp cao. Đó là lý do tại sao rất là quan trọng về bộ nhớ cả nhà ha. Và có ngày giờ nhớ để nhiều khi mình có thể kiểm tra lại nè, hoặc là mình ông bà mình đo, mình về mình kiểm tra lại sau cuối ngày hoặc cuối tháng để chúng ta có thể xem thêm. Ngoài ra đó, ngoài chức năng đo huyết áp có bộ nhớ thì nó có chức năng là kiểm tra tim đập loạn nhịp, tức là giả sử nhịp tim mình từ 60 đến 90 của người bình thường nhưng mà lúc nào nó lại báo tim đập không đều đó, có lúc đập nhanh có lúc bỏ nhịp, mặc dù nó đếm là khoảng được 70 nhịp đập trên một phút là bình thường nha, nhưng mà nó lại báo bỏ nhịp, đập nhanh, đập loạn nhịp. Thì chúng ta có thể kiểm tra thêm sức khỏe mình về nhịp tim. Bên cạnh đó thì những dòng máy cao cấp như vậy thì nó sẽ có thêm chức năng là trung tâm nhĩ, cảnh báo sớm đột quỵ cả nhà ha. Thì trong các video trước thì Hoàng Sơn có chia sẻ rất là nhiều rồi, những chức năng của cái dòng cao cấp hôm rong, là mình có thêm ngoài chức năng đo huyết áp và nó thêm chức năng rất là hay cảnh báo sớm đột quỵ, thì có những dòng máy cao cấp mới có thôi, cũng giống như ở bệnh viện thì mình có thể theo dõi được sức khỏe mình cơ bản luôn ha. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì cả nhà mình có thể gọi trực tiếp vào Hoàng Sơn qua số điện thoại bên trên tiêu đề, hoặc là để lại tin nhắn để Hoàng Sơn có thể giải đáp thêm. Và trong những cái video khác thì Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng từng loại máy đo huyết áp rồi, từ những dòng phổ thông cho đến những dòng cao cấp và cách lựa chọn. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.